Vì sao nên chọn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên? Bạn muốn thành lập doanh nghiệp cho riêng mình mà vẫn chưa biết chọn loại hình doanh nghiệp nào. Vậy thì hãy tìm hiểu bài viết này, vì sao nên chọn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì? Căn cứ theo điều 46 luật doanh nghiệp 2020 công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được hiểu là doanh nghiệp, mà trong đó thành viên của công ty là cá nhân tổ chức có từ 02 đến 50 thành viên thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp theo phạm vi vốn đã góp của mình. Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có 5 đặc điểm bao gồm. Thứ nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là một pháp nhân có tên riêng, có tài sản riêng, có trụ sở giao dịch và được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật về loại hình kinh doanh này. Thứ hai, thành viên là những cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty, là loại hình công ty đối nhân. Thứ ba, công ty chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của công ty bằng tài sản của công ty theo đúng cái tên trách nhiệm hữu hạn. Thứ tư, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, đây là một phần hạn chế so với công ty cổ phần. Tuy nhiên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu để huy động vốn. Thứ năm, Thành viên được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác nhưng phải tuân theo những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của công ty. 2. Vì sao nên chọn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên? 2.1. Lợi ích chung khi chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Hoạt động kinh doanh sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, được nhà nước chấp thuận và được pháp luật bảo vệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Đây là lý do tại sao việc kinh doanh của bạn là hoàn toàn hợp pháp. Doanh nghiệp của bạn sẽ có tư cách pháp nhân và sẽ được cấp con dấu riêng để thực hiện các giao dịch và ký kết hợp đồng nhằm đảm bảo và tạo uy tín cho doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp hoạt động trên 6 tháng sẽ được hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Doanh nghiệp sẽ tận dụng được hóa đơn tài chính của đơn vị và triển khai rộng rãi các chiến lược kinh doanh, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp để mọi người biết đến nhiều hơn về doanh nghiệp của bạn và tất nhiên là quảng bá doanh nghiệp, điều này phải được phép trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Bạn có thể dễ dàng huy động tiền bằng nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên không thể huy động tiền bằng cách phát hành cổ phiếu. Bạn có thể đặt tên theo pháp luật hiện hành mà không trùng tên với doanh nghiệp khác hoặc làm mất đi phong tục văn hóa Việt Nam. Đồng thời bạn sẽ được nhà nước bảo hộ tên gọi. 2.2 lợi ích riêng chỉ khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mới có. Về thuế cá nhân, khi bạn kinh doanh dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bạn sẽ phải nộp ít thuế hơn so với cá thể kinh doanh. Doanh nghiệp và các thành viên là những thực thể riêng biệt về tài khoản ngân hàng quyền sở hữu tài sản hoặc các hoạt động kinh doanh khác và lợi ích của các thành viên kinh doanh là riêng biệt. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, các thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với công ty của mình. Điều này có nghĩa là các thành viên phải chịu trách nhiệm pháp lý và các khoản nợ trong phạm vi phần vốn góp của họ khi thành lập doanh nghiệp. Việc đảm bảo tài chính kinh doanh dễ dàng hơn đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên. Thông thường, trong mắt các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các đối tác nước ngoài, Họ đánh giá cao tính chuyên nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Một trong những lợi ích mà công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mang lại cho bạn là số lượng thành viên của một tổ chức hoặc cá nhân được giới hạn ở mức 50 hoặc ít hơn. Điều này là do số lượng thành viên không quá lớn và các thành viên thường là người quen, dễ quản lý và có mức độ tin cậy lẫn nhau. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có chế độ chuyển nhượng chặt chẽ, giúp nhà đầu tư kiểm soát việc thay đổi thành viên và hạn chế người lạ vào công ty. 3 điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Để công ty hoạt động phát triển và hợp pháp, công ty cần đáp ứng các điều kiện sau. Về thành viên, công ty phải có ít nhất hai thành viên góp vốn và công ty không quá 50 thành viên. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Tên công ty phải đảm bảo hai yếu tố, loại hình công ty tên. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đặt là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Về vốn đăng ký, không có giới hạn vốn tối thiểu cho loại hình này, trừ các công ty đăng ký theo yêu cầu về vốn pháp định. Địa chỉ trụ sở công ty, địa chỉ công ty phải đảm bảo đầy đủ số nhà, ngõ ngõ, quận huyện, tỉnh. Ngoài ra còn có đầy đủ giấy tờ chứng minh địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp. Ngành nghề kinh doanh không phải là ngành nghề bị cấm trong quy định của pháp luật. Luật Á Châu chúng tôi có cung cấp dịch vụ thành lập công ty chọn gói. Mọi thắc mắc xin liên hệ. Công ty luật Á Châu. Điện thoại Zalo 0967 932 555 0968 565 479 Điện thoại Zalo phòng kế toán 0965 778 000 Điện thoại Zalo tư vấn doanh nghiệp 0963.81.84.86 Email công tai lùa ta chào a.gmail.com